30.000 quân Oa tiến công theo hướng Bắc Mút. Tổng thống Ukraine hé lộ hai phương án tác chiến tuyệt mật, viện trợ Mỹ là yếu tố quyết định. Kaliningrad của Nga bị đe dọa nếu dám thách thức NATO. Thắng lợi quan trọng của Michigan củng cố khả năng ông Biden và ông Trump tái đấu. Hou thi nêu điều kiện về việc dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc giao tranh dữ dội giữa Nga Ukraina tại khu vực Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đang ngày càng diễn ra khốc liệt. Theo tờ Kiev Independent, một trong những mục tiêu hiện tại của Nga là Chasivya, chỉ cách Báp Mút chưa đầy 5 km, nơi hệ thống phòng thủ đa lớp của Ukraina được thiết lập Nga được cho là đang tập hợp 70.000 quân để ổ ạt tiến công. Từ Kiev Independent đưa tin, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine ngày 27 tháng 2, người phát ngôn của nhóm lực lượng tác chiến miền đông Ukraine ILLIA, Zepslat thông báo rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra tại khu vực Bắc Mút, thuộc tỉnh Donetsk do lực lượng Nga đang cố gắng tiến về thành phố Chasovza, cách Bắc Mút chưa đầy 5 km. Chasovza hiện là trung tâm then chốt của lực lượng phòng thủ Ukraine trên mặt trận Donetsk vì nó đã trở thành con đường duy nhất cho quân đội và lực lượng tiếp tế Ukraine ra vào khu vực bị bao vây ở Bakhmut. Tại đây, Ukraine đang thiết lập hệ thống phòng thủ đa lớp theo đài RFRL. Cha xúc gia có thể được xem là pháo đài Stalingrad của Ukraine. Tờ Gazeta ua Ukraine, dẫn lời ông Oleg Kalashnikov, người đứng đầu cơ quan báo chí của lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine cho biết, Nga đã tập hợp 70.000 quân để tấn công theo hướng Bắc Mút. Đáng nói, không chỉ có quân đội chính quy của Nga, theo ông Zepslat cho biết, lực lượng Chechnya của lãnh đạo Ramzan Kadyrov, đồng minh của ông Putin, cũng đang tìm cách tấn công gần Kalichivka và Kudyumivka, hai ngôi làng phía nam Bắc Mút. Trước đó, trang tin News.ru Nga ngày 27 tháng 2 dẫn lời một quân nhân Nga với biệt danh đác đang tác chiến theo hướng Bắc Mút cho biết lực lượng Nga đang vây đánh cha sốt ra từ phía Bắc và chỉ còn cách thành phố này 500 mét. Theo kênh Telegram thân Nga Geroman, các cuộc không kích đang được Nga tiến hành với cường độ cao, nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở Chasovia. Phía Ukraine đang tích cực củng cố công sự, chuẩn bị đẩy lùi cuộc tiến công của Nga vào thành phố này. Nhận định chung về tình hình quân đội Ukraine ngày 27 tháng 2, đô đốc Tony Radakin, tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Anh cho biết Ukraine sẽ tiếp tục gặp bất lợi trước cuộc đối đầu với Nga trong vài tháng nữa, cho tới khi phương Tây đồng thuận các bước tiếp theo để hỗ trợ ép. Ngoài ra, theo tạp chí Fox Mỹ, cho biết quân đội Nga có kế hoạch giành quyền kiểm soát Kubian trong tháng 3 năm 2024 đúng vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở Nga. Theo thống kê của lực lượng vũ trang Ukraine vào đầu tháng 2 cho biết, khoảng 40.000 binh sĩ Nga cùng 1.150 xe tăng thiết giáp đã tập trung tiến công theo hướng Kubian. Các sĩ quan cấp cao và quan chức địa phương Ukraine đã tháo chạy khỏi Kubian từ vài ngày trước. Trước tình hình khẩn cấp, ông Viktor Vodolasky, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia Nga cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Suisky đã ra lệnh cho các đơn vị tác chiến tập trung phản công bơm lực lượng liên tục. Ông Vodolasky nói, lữ đoàn 57 của Ukraine đã nhiều lần bổ sung lực lượng, song không phải vô cớ mà ông Suisky có biệt danh là tướng 200. Ông ta không quan tâm đến tổn thất, điều quan trọng là phải cho thấy Ukraine đang phản công. Theo ông Vodolasky, việc các sĩ quan và quan chức Ukraine từ bỏ Kubian là tín hiệu đáng báo động cho lực lượng vũ trang Ukraine đang cố thủ tại thành phố trong những tháng tiếp theo của năm 2024 này, Ukraine có khả năng mất thêm lãnh thổ mà họ đã nỗ lực bảo vệ thời gian qua. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cố gắng xây dựng lại sức mạnh của mình trong năm 2025 và thuyết phục các nước phương Tây rằng họ có thể thắng thế trong cuộc đối đầu với Nga. Trên thực địa, Nga sẽ cố gắng đánh chiếm Kramatorsk và Slovians từ đó chiếm trọn vùng Donbass. Trên biển, Ukraine sẽ cố gắng tận dụng áp lực họ gây ra cho bán đảo Crimea thông qua thành công ngày càng gia tăng ở khu vực phía tây của Biển Đen. Trên không, Nga đang tận dụng lợi thế về số lượng. Tuy nhiên, Kiev vẫn sẽ hy vọng xoay chuyển được tình thế để đẩy máy bay Nga ra xa khu vực tiền tuyến hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn hết sẽ là cuộc cạnh tranh sản xuất quốc phòng giữa hai bên. Nga chắc chắn sẽ vượt Ukraine về công nghiệp quốc phòng. Ukraine có thể sản xuất nhiều vũ khí khí tài tốt và mới mẻ, nhưng để đuổi kịp tốc độ sản xuất của Nga, họ sẽ phải cần tới sự ủng hộ đầy đủ của các cường quốc phương Tây. Đây sẽ là mặt trận quan trọng nhất nhưng cũng lắm bất định trong xung đột Ukraine năm tới. Do đó, theo nhận định của chuyên gia an ninh và xung đột, tiến sĩ Husin Aliyev cho rằng Kyiv sẽ hứng chịu các tổn thất lãnh thổ nghiêm trọng hơn nữa trong 12 tháng tới. Suy nghĩ về sự thất thủ gần đây của Adivka, ông Aliyev giải thích rằng việc thiếu lực lượng dự bị chiến thuật và đạn dược, những vấn đề mà Ukraine đã đối mặt trong quá trình phòng ngự tại Bakhmut Artemovsk vào năm 2023 tiếp tục làm đau đầu cho Ukraine. Tiến sĩ Aliyev nói, Ukraine phụ thuộc cao độ vào nguồn cung đạn dược và vũ khí từ nước ngoài. Vào thời điểm xung đột tròn 2 năm, hoạt động sản xuất đạn dược của Ukraine vẫn lạc hậu, kể cả đối với các loại đạn cơ bản như mìn hay đạn súng cối. Tiến sĩ Aliyev so sánh, trong khi đó, Nga nhanh chóng và hiệu quả hơn trong việc thích ứng và học hỏi. Mọi sự trì hoãn, trần trừ bên phía Ukraine đều có khả năng dẫn tới các tổn thất lãnh thổ nghiêm trọng hơn nữa. Kết luận của tiến sĩ Aliyev rằng, Ukraine có khả năng sẽ mất nốt phần còn lại ở Donbass trong năm nay, cũng như một số lãnh thổ ở miền Nam, trừ phi nước này tự xây dựng được các vị trí phòng thủ chắc chắn và đẩy mạnh được hoạt động sản xuất đạn nội địa, cũng như cải thiện khả năng tuyển tân binh. Hai phe trong xung đột Nga-Ukraine hiện đang vướng mắc vào điều mà Mỹ gọi là chiến lược giữ và xây. Không đạt được đột phá lớn, Nga và Ukraine đang hy vọng giữ vững chiến tuyến trong lúc củng cố lực lượng của mình. Tình trạng này dự kiến kéo dài cả năm, trừ phi phương tây lựa chọn cung cấp cho ukraine một lợi thế quyết định về chất lượng mà đến nay phương tây vẫn thận trọng tránh làm với việc phương tây không dành sự ủng hộ thực chất cho ukraine vào cuối giai đoạn củng cố nga đang có khả năng nắm thế thượng phong hiện nay người ta thậm chí nghi ngờ liệu ukraine có nhận đủ viện trợ để trụ vững và duy trì hiện trạng hay không trong khi đó tổng thống nga putin ý thức được rằng ông phải thực hiện mọi bước đi cần thiết để tránh kết cục thất bại tại ukraine bộ máy thông tin của nga được cho là đã gieo rắc hoài nghi trong đầu óc của nhiều người phương Tây về xung đột Nga-Ukraine và cơ hội chiến thắng của Ukraine. Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công dọc chiến tuyến dài 1.500 km kể từ cuối năm 2023, giành quyền kiểm soát thành phố Adipka và một số khu định cư nhỏ. Giới phân tích cho rằng, ưu thế trên chiến trường đang nghiêng về phía Nga, và với động cơ hiện có, Moscow dường như không có ý định dừng lại. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn nhất kể từ mùa hè năm 2022 khi kho vũ khí, đạn dược cạn kiệt. Các cuộc tấn công của Nga dọc theo nhiều hướng khác nhau khiến việc đối phó gặp khó khăn. Bên cạnh đó là mối lo ngại về khả năng phương Tây dừng viện trợ. Ngay sau khi được bổ nhiệm, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine AFO, tướng Oleksandr Suisky nói rằng Ukraine đang chuyển từ hoạt động tấn công sang phòng thủ. Xét cho cùng, đây là kế hoạch hành động chính mà họ phải thực hiện cho đến cuối mùa xuân. Chúng tôi chủ yếu sử dụng hoạt động tác chiến phòng thủ đây là điều bắt buộc vì chúng tôi phải tìm cách thích nghi với tình trạng thiếu đạn dược, cũng như ưu thế của Nga về số lượng binh sĩ, phương tiện cơ giới. Theo ông Ihor Romanenko, nguyên phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, hoạt động phòng thủ này sẽ có 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là ngăn chặn bước tiến của Nga. Thứ hai là tìm cách hạ thật nhiều binh sĩ và trang thiết bị của đối phương. Thứ ba là cố gắng tận dụng thời gian để tích lũy, khôi phục lực lượng. Sau khi hoàn thành kế hoạch phòng thủ và có sẵn các nguồn lực dự trữ thích hợp, Ukraine có thể tiến hành một kế hoạch mới để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Giới phân tích cho rằng, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều hướng khác nhau, và những hoạt động này không phải khi nào cũng liên kết với nhau. Khác với việc tập trung lực lượng vào một khu vực, cách tiếp cận này không dẫn đến bước đột phá nhanh chóng. Nga từng áp dụng cách tiếp cận tương tự vào mùa đông năm 2023. Do Ukraine thiếu đoạn dược và lực lượng dự bị, Moscow đã đạt được những bước tiến mới. Theo một số nguồn tin tình báo của Ukraine, mục tiêu và kế hoạch trong tương lai gần của Nga, bao gồm việc tiếp cận ranh giới hành chính của vùng Donetsk và Lugan, củng cố quyền kiểm soát hàng rào dọc sông choni cherebet ở vùng Kharkov và giành lại các vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát trong kế hoạch mùa hè và mùa thu năm 2023. Một trong những thành công mới nhất của Nga là giành quyền kiểm soát thành phố Adipka, nằm gần biên giới tuyến từ năm 2014. Việc chiếm thành phố này cũng khiến Moscow chịu tổn thất lớn, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến về phía Tây. Một khu vực khác mà Nga đang tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây là làng Rapotino nằm ở vùng Zaporizhia thuộc phía Nam, cách thị trấn tiền tuyến Orikhov khoảng 10 km về phía Nam. Song song với đó, Nga tiếp tục gây sức ép tại Bắc Mút, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine tại Chasovza và đẩy lùi quân đối phương khỏi Kalipchi và Adipka. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng trong những tháng tới, Nga sẽ cố gắng tấn công tất cả các khu vực trên nhưng vẫn còn phải xem xét liệu họ có đủ lực lượng hay không. Moscow đang nỗ lực thăm dò điểm yếu của Ukraine dọc theo giới tuyến và cố gắng vượt qua. Theo ông Kovalenko, ưu tiên của Nga có lẽ là dìa và các hướng Karinki, Bakhmut và Adipka. Sau đó, Nga nhiều khả năng sẽ tái phân bổ nguồn lực sang các khu vực khác, rất có thể là Liman hoặc Kubian. Trang tin ABC Ukraine dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Nga sẽ tiến hành những cuộc tấn công quyết liệt, thậm chí đẩy lên cao trào cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào tháng 3 năm 2024 vì Điện Kremlin cần thể hiện một số thành công trên tiền tuyến trước ngày bầu cử. Vào nửa cuối mùa xuân, hoạt động tấn công của Nga có thể giảm bớt. Vào cuối mùa xuân, số phận các khoản viện trợ bổ sung mà Mỹ và Liên minh châu Âu dành cho Ukraine sẽ rõ ràng. Nhưng đến thời điểm đó, Kiev vẫn phải đối mặt với việc thiếu vũ khí và đạn dược nghiêm trọng. Dự kiến đến tháng 3 năm 2024, Liên minh châu Âu chỉ có khả năng cung cấp 520.000 trong số 1 triệu quả đạn pháo mà khối này cam kết dành cho Ukraine. Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel mới đây cho biết ông đã tìm được nguồn cung cấp thêm khoảng 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine và số đạn này có thể được giao trong vài tuần nữa. Tuy nhiên, giải pháp đưa ra cần có nguồn tài trợ, có thể liên quan đến việc mua đạn dược bên ngoài EU. Trong khi đó, Mỹ, nhà tài trợ chính của Ukraine, vẫn bế tắc trong việc xem xét các gói viện trợ quân sự bổ sung khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Theo giới phân tích, các sự kiện ở mặt trận có thể xảy ra theo hai kịch bản, tùy thuộc vào nguồn tài trợ bổ sung của Mỹ. Nếu Quốc hội bỏ phiếu phân bổ 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ, quân đội Ukraine sẽ có thể tiến hành phòng thủ hiệu quả trong nửa đầu năm 2024 và bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động phản công trong nửa cuối năm. Nếu viện trợ được phân bổ muộn hơn, Ukraine sẽ phải dành cả năm 2024 cho chiến lược phòng thủ. Thưa quý vị, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby nói rằng Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong những tháng tới do thiếu sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ ông john kirby nói ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong những tháng tới do thiếu sự hỗ trợ quân sự từ mỹ ông john kirby nói nếu ukraine không nhận được sự hỗ trợ từ mỹ trong một hoặc hai tháng tới rất có thể người nga sẽ giành được nhiều lãnh thổ hơn và đạt được nhiều thắng lợi trên tiền tuyến trong cuộc xung đột giành vùng kiểm soát theo ông john kirby tình huống như vậy có thể xảy ra ở miền đông ukraine nhưng cũng có thể xảy ra ở miền nam nước này ông nhấn mạnh tình hình thực tế rất nghiêm trọng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 27 tháng 2 cũng cho hay nhu cầu cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine là cấp thiết. Ông Biden cho rằng sẽ là vô lý và phi đạo đức nếu từ chối hỗ trợ Kiev khi quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. Trước đó, ông Biden cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ bổ sung cho Kiev, quân đội Ukraine có thể mất các thành phố khác sau khi rút lui khỏi Adipka. Hiện tại, gói viện trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong đó, Đảng Cộng Hòa nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào của Mỹ cho Ukraine và Israel cũng phải đi kèm một thỏa thuận giải quyết vấn đề biên giới. Mới đây, Nga giành được thắng lợi lớn nhất trên chiến trường kể từ tháng 5 năm 2023 khi kiểm soát thành phố Adipka, và quân đội Ukraine đã phải rút lui để tránh bị bao vây. Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine để tiếp nối thành công này. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc xung đột tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo các nước NATO rằng vũ khí cung cấp cho Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp. Nga cũng cáo buộc các nước NATO đùa với lửa bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh những hành động như vậy không dẫn đến kết thúc xung đột. Liên quan diễn biến cuộc xung đột, Ukraine gần đây đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận. Trong khi đó, Nga phá hủy hệ thống NASAMS, chặn hai tên lửa Storm Shadow và 62 UAV của Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 26 tháng 2, Nga và Ukraine xảy ra 79 cuộc giao tranh trên nhiều mặt trận, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và 58 cuộc không kích, đồng thời sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt để nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine. Bên cạnh đó, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công hai khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, cũng như một sở chỉ huy và một trạm điều khiển UAV của đối phương. Trong khu vực phụ trách của nhóm tác chiến và chiến lược Odessa ở tỉnh Kherson, Sơn, Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi các đơn vị của Ukraine ra khỏi cứ điểm ở tà ngạn sông DDP. Ngày 26 tháng 2, lực lượng Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực này 4 lần nhưng không thành công. Tại mặt trận Kubian, lực lượng phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn hai cuộc tấn công của Nga gần Ivanivka và Tabaivka và 14 cuộc tấn công khác gần Zinkivka. Trên mặt trận Liman, quân đội Ukraine đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga gần Terni thuộc tỉnh Donetsk. Ở mặt trận Bakhmut, lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga gần Ivanivske và Kalichivka, tỉnh Donetsk, nơi Moscow đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật. Nga cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công trên mặt trận Adipka và Marinka song đều bị lực lượng Ukraine ngăn chặn. Trên mặt trận Novo Pablika, quân đội Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào. Trong khi đó Ukraine thông báo giúp quân khỏi làng Lastokine gần thành phố Adipka sau khi thành phố này thất thủ. Cũng trong ngày 26 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo diễn biến hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lực lượng Nga đã tấn công một bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không Nasam S của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng chặn hai tên lửa Storm Shadow và 62 UAV Ukraine. Quân đội Nga đã tập kích binh sĩ và vũ khí của quân đội Ukraine tại 107 địa điểm, trong đó có một bệ phóng tên lửa phòng không Nasams S do Na Uy sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo chiến sự hôm 26 tháng 2, Nasams, sản phẩm hợp tác giữa nhà thầu Raytheon của Mỹ và Kongsberg của Na Uy, là hệ thống phòng không mặt đất sử dụng tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và AIM-120 AMRAAM có độ chính xác cao. Hệ thống này có tầm bắn khoảng 161 km được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp có thể giúp Ukraine đối phó tốt hơn với đòn không kích. Ngày 27 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp với các lãnh đạo quốc hội nước này tại Nhà Trắng nhằm tìm kiếm giải pháp ngăn chính phủ đóng cửa cũng như thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel. Mặc dù nhà trắng tuyên bố cuộc gặp giữa ông Biden và lãnh đạo quốc hội Mỹ là hiệu quả, nhưng vẫn chưa có bất kỳ giải pháp nào được công bố. Cuộc họp kéo dài một giờ tập trung vào ba vấn đề gây tranh cãi hiện nay là các dự luật chi tiêu chính phủ hàng năm, dự luật tài trợ khẩn cấp, trong đó tập trung viện trợ cho Ukraine, Israel và tình trạng quá tải nguồn lực tại các khu vực biên giới, thành phố lớn khi số lượng người nhập cư qua biên giới với Mexico tăng nhanh và không thể kiểm soát. Các lãnh đạo quốc hội Mỹ cho biết cuộc họp rất đáng giá mặc dù không đạt được thỏa thuận nào để tránh cho việc chính phủ sẽ phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này, cũng như tương lai mờ mịt của gói viện trợ dành cho Ukraine và Israel vốn đã được Thượng viện thông qua trước đó. Tín hiệu tích cực nhất có lẽ là tuyên bố của lãnh đạo đa số Thượng viện. Chuck Schumer cho biết Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nói rõ ông ấy muốn tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Nhiều khả năng Quốc hội Mỹ có thể thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời để cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ cho đến khi Quốc hội đã được thỏa thuận với các dự luật chi tiêu cả năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang đứng trước áp lực phải thông qua dự luật an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường viện trợ cho Ukraine, Israel cũng như khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hồi đầu tháng 2, dự luật này đã được Thượng viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 70-29 sau một số thất bại trước đó. Tổng thống Biden đã kêu gọi các đảng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách nhằm gửi vũ khí đến Ukraine và tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Bốn lãnh đạo của Quốc hội gặp Tổng thống Biden, gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện, Hakeem Jeffries và lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện, Mitch McConnell. Phát biểu sau cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông rất lạc quan về khả năng Quốc hội sẽ ngăn được việc chính phủ liên bang phải đóng cửa trước thời hạn chót vào ngày 1 tháng 3 tới. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến thời hạn quan trọng để gia hạn ngân sách liên bang. Quốc hội Mỹ đã bắt đầu quá trình chính thức chuẩn bị cho việc chính phủ đóng cửa một phần. Các bên đang đàm phán một thỏa thuận chi tiêu lưỡng đảng, nhưng góp phải hàng loạt bất đồng xung quanh vấn đề viện trợ cho Ukraine và an ninh biên giới cùng các vấn đề chính sách khác. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang phải chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu của Đảng Cộng hòa, yêu cầu phải đưa vào dự luật ngân sách những chính sách bảo thủ, dù chắc chắn sẽ bị Đảng Dân chủ phản đối. Nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 1 tháng 3, một loạt các bộ ngành tương đương 20% chính phủ liên bang sẽ không còn ngân sách hoạt động. Dự kiến sẽ có một số cơ quan của Mỹ như Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng, Giao thông Vận tải, Phát triển Đô thị và Xây dựng sẽ hết ngân sách hoạt động vào nửa đêm thứ Sáu tuần này, ngày mùng 1 tháng 3, trong khi Bộ Quốc phòng, Thương mại, Tư pháp, An ninh nội địa và một số cơ quan khác có thể phải đóng cửa vào ngày mùng 8 tháng 3. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN mới đây, ông Zelensky giải thích rằng hành động của quân đội Ukraine trong vùng xung đột sẽ phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ. Theo đó, nhà lãnh đạo ukraine tuyên bố tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine đang nghiên cứu hai phương án tác chiến tiếp theo ông nói nếu kiev nhận được sự trợ giúp của mỹ quân đội sẽ có thể bắt đầu đẩy lùi nga nếu không quân đội sẽ phải tập trung vào chỉ phòng thủ thôi ông zelensky nói thêm rằng nếu không có viện trợ từ mỹ ukraine không chỉ khó đạt được kết quả mới ở vùng giao tranh mà còn khó giữ được khả năng phòng thủ trong năm nay nhà lãnh đạo ukraine nhấn mạnh nhân sự thì ukraine chuẩn bị được nhưng đạn dược thì không và các lữ đoàn sẽ không sẵn sàng không chỉ cho cuộc phản công của chúng tôi, mà họ cũng sẽ không sẵn sàng phòng thủ để giữ vững vị trí. Điều đó rất khó khăn. Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng tháng 3 và tháng 4 sẽ khó khăn đối với Ukraine và Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào cuối tháng 5 hoặc đầu mùa hè. Ông nhấn mạnh thêm rằng nếu Ukraine được cung cấp đầy đủ vũ khí thì nước này sẽ đánh bại được Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ thêm rằng ông đã thảo luận cùng với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về gói viện trợ và cảm thấy lạc quan sau cuộc trò chuyện. Ông nói, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ ukraina và đứng về phía chúng tôi đồng thời ông ấy hiểu người dân và binh sĩ của chúng tôi anh hùng như thế nào tổng thống zelensky hiểu rằng mỹ đang tiến tới một cuộc bầu cử quan trọng nhưng ông vẫn hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận về viện trợ ông thừa nhận nếu họ thay đổi quyết định thì đó là một vấn đề lớn đối với chúng tôi trước đó ông zelensky cũng từng cho biết nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới trong khi ukraina cũng đang có những kế hoạch rõ ràng của riêng mình ukraine dẫn lời tổng thống zelensky nói trong một cuộc họp báo vừa qua rằng Nga sẽ chuẩn bị một đợt tấn công mới vào đầu mùa hè hoặc cuối tháng 5 năm nay nếu có thể và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận chiến. Tôi tin rằng đợt tấn công bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 của họ đã không thu được kết quả gì. Về phần mình, ông Zelensky tiết lộ Ukraine sẽ chuẩn bị kế hoạch của riêng mình, cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ là một bước ngoặt và sau đó tất cả sẽ hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông nói thêm rằng tình hình cuộc xung đột sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả việc Ukraine chưa có đủ hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Thưa quý vị, trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng và Ngoại trưởng Yemen hôm 27 tháng 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực chất là một tối hậu thư dành cho Nga. Theo Reuters, mới đây, một quan chức cấp cáo Ukraine tiết lộ, Kyiv và các đối tác phương Tây có thể mời Nga tham dự hội nghị hòa bình trong tương lai để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Zermak cho biết, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị vào mùa hè nhằm thảo luận về công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Đề xuất này có thể được chuyển cho Nga tại hội nghị thứ hai diễn ra sau đó. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với thủ tướng và ngoại trưởng Yemen hôm 27 tháng 2, ngoại trưởng Nga sẽ Sergey Lavrov tuyên bố kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực chất là một tối hậu thư dành cho Nga. Ông Lavrov cho biết, ông ấy, Tổng thống Zelensky nói rằng việc chuyển giao kế hoạch hòa bình cho Nga sẽ không được coi là cuộc đàm phán. Nhưng bất cứ ai có đầu óc minh mẫn đều biết rằng những gì ông ấy nghĩ trong đầu là tối hậu thư. Toàn bộ công thức 10 điểm của ông ấy đã và vẫn sẽ là một tối hậu thư rõ ràng. Họ đang cố gắng lôi kéo càng nhiều quốc gia càng tốt đến các sự kiện khác nhau để thảo luận về giấy tờ này. Theo ông Lavrov, châu Âu khuyên Tổng thống Zelensky nên tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt để thảo luận về công thức hòa bình của Ukraine và chụp những bức ảnh gia đình để tạo ấn tượng về sự ủng hộ của họ Trước đó, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên công bố kế hoạch hòa bình của mình tại hội nghị thượng đỉnh G20. Kế hoạch yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ và kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Kiev khẳng định sẽ không đàm phán với Moscow cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Về phần mình, Điện Kremlin cho rằng không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow đánh giá kế hoạch hòa bình của Kiev là vô lý, vì nó loại trừ Nga ra khỏi các cuộc đàm phán. Trong bối cảnh Ukraina liên tục gặp thất bại trước các cuộc tấn công của Nga trên chiến trường, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 2, trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có kế hoạch gửi quân tới Ukraina hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby cho biết, tổng thống Biden đã nói rõ ràng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này sẽ không có quân đội Mỹ nào trên thực địa đóng vai trò chiến đấu ở Ukraina. Ông Kirby cho biết quân nhân Mỹ duy nhất hiện có mặt tại Ukraine là thành viên văn phòng tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán. Theo Reuters, trước đó phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây nếu NATO và EU có ý định đưa quân tới Ukraine. Ông Peskov nói, việc các nhà lãnh đạo NATO và EU thảo luận về khả năng gửi quân tới Ukraine là một vấn đề rất quan trọng. Trong trường hợp họ thực sự làm vậy, một cuộc xung đột trực tiếp là không thể tránh khỏi. Bình luận của quan chức điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập tới khả năng phương Tây triển khai quân đội hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột. Ông Macron nói: "Đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận chính thức hoặc giả định nào về vấn đề đưa quân đội tới Ukraine, nhưng chúng ta có lý do để không loại trừ bất kỳ khả năng nào." Theo đó, nếu an ninh của NATO bị đe dọa, Đại sứ Litva tại Thụy Điển Linas Linkevicius cho biết các nước phương Tây sẽ vô hiệu hóa vùng đất Kaliningrad ở cực tây của Nga. Trong bài đăng của mình, Đại sứ Linkevicius cảnh báo rằng nếu Nga dám thách thức NATO, Kaliningrad sẽ bị vô hiệu hóa trước. Trả lời bình luận của Linkevicius, Alexander senderyuk Sitkov, thượng nghị sĩ Nga từ vùng Kaliningrad nhận xét rằng các chính trị gia Litva từ lâu đã tiến hành một cuộc chiến ảo chống lại vùng đất này. Đồng thời nói thêm rằng chính quyền địa phương không chú ý nhiều đến những tuyên bố như vậy. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không có kế hoạch tấn công NATO đồng thời nhấn mạnh rằng nước ông không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi làm như vậy. Mặt khác, nga có mục tiêu đưa NATO ra khỏi Ukraine và phi quân sự hóa nước này. trong kết quả do nga đề xuất, trước đây Moscow nghĩ rằng một khi xung đột kết thúc theo những điều kiện có lợi với sự ra đi của NATO và Ukraine được phi quân sự hóa, Kyiv có thể tìm kiếm sự bảo đảm an ninh từ bất kỳ quốc gia nào mà họ lựa chọn. Nhưng thái độ của nga về các mục tiêu của cuộc xung đột đang thay đổi một câu hỏi nữa được đặt ra là NATO liệu có mạo hiểm tham gia vào cuộc xung đột với Nga? Trên thực tế, không phải tất cả các thành viên NATO đều nhất trí thực hiện điều năm hiến chương NATO về phòng thủ tập thể nếu xung đột với Nga nổ ra. Họ hiểu họ đang ở trên sợi dây rất mong manh và thiếu sự ủng hộ của dư luận để đi đến xung đột vì Ukraine. Giữa bối cảnh kho vũ khí châu Âu chủ yếu đã cạn kiệt, chính sách tốt nhất của NATO là sẽ cố gắng tìm cách đối thoại với Nga. Dù vậy, gần đây Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố Liên minh này cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga và các tiêm kích F-16 sẽ sớm đến tay Kiev. Đáp lại, Nga cho biết nếu tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất tấn công nước này, Ukraine sẽ không còn là mục tiêu duy nhất. Tờ Istvetia dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không S-500 Prometheus. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống đã chứng minh được khả năng theo dõi và đánh chặn các loại vũ khí siêu thanh. Ấn phẩm cũng lưu ý rằng Prometheus sẽ bắt đầu đi vào phục vụ quân đội Nga trong năm nay. Điều này giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của đất nước. Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Konep đánh giá S-500 có thể chống lại đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển với tốc độ siêu thanh, đồng thời có thể chống lại đầu đạn dẫn đường cũng như các hệ thống tầm ngắn tương tự. Theo chuyên gia quân sự này, thành công của Prometheus trong việc chống lại các mục tiêu siêu thanh có lẽ đạt được nhờ radar mới và hệ thống máy tính mạnh mẽ. Nó cung cấp khả năng xử lý thông tin từ radar và tạo dữ liệu cho các bệ phóng. Ngoài ra, hệ thống này phải có tên lửa với khả năng cơ động cao, vì chỉ chúng mới có thể đánh chặn vũ khí siêu thành. Ngoài ra, theo thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Alexei Krivoruchko cho biết các nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2024 liên quan đến việc cung cấp kỹ thuật quân sự cho lực lượng vũ trang Nga là hoàn thành việc đưa các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Sarmat tiên tiến vào nhiệm vụ chiến đấu, RS-28 Sarmat là hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này được phát triển tại trung tâm tên lửa nhà nước Makayev để thay thế tên lửa R-36M2. Voyevoda đã hoạt động trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ năm 1988. Là tên lửa tối tân của Nga, tên lửa Samat được cho là có thể vượt qua được các hệ thống phòng không hiện đại nhất hiện nay. Tên lửa này có thể mang theo 10 đầu đạn lớn, 16 đầu đạn nhỏ. Một số nguồn tin cho rằng Nga cũng trang bị cho tên lửa Samat 24 đầu đạn siêu thanh EU-74. Giới chức Nga khẳng định tên lửa có độ chính xác gần như tuyệt đối nhờ sự hỗ trợ dẫn đường từ hệ thống vệ tinh toàn cầu GLONASS với độ sai lệch tối đa chỉ khoảng 10 m. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi đây là tên lửa bất khả chiến bại. Một số nguồn tin khẳng định tên lửa đạn đạo liên lục địa mới SAMAT của nước này có thể xé nát bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Manturov nói tốc độ sản xuất vũ khí của Nga đã vượt qua phương Tây và Moscow muốn duy trì nhịp độ này. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov nói trong cuộc phỏng vấn rằng Tôi không muốn khoe khoang, nhưng có thể nói rằng Nga bắt nhịp sản xuất sớm hơn và đạt tiến độ xuất xưởng nhanh hơn các nước phương Tây. Chúng ta đang dẫn trước với khoảng cách nhất định. Ông Manturov cho hay Nga sẽ giữ hướng đi hiện nay vừa bổ sung kho dự trữ vũ khí đã được sử dụng tổn thất ở Ukraine, vừa duy trì tiến độ sản xuất khí tài mới. Theo Bộ trưởng Nga, vấn đề hiện nay là cuộc đua sản xuất vũ khí cường độ lớn sẽ kéo dài trong bao lâu khi phương Tây cũng có những động thái tăng tốc xuất xưởng khí tài để bắt kịp Nga. Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz đã bình luận thêm về việc nước này từ chối gửi tên lửa hành trình Taurus tới Ukraine, đồng thời chỉ ra nguy cơ Berlin sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ và đang tăng cường hỗ trợ hơn nữa trong năm nay. Nhưng Thủ tướng Scholz đã trì hoãn trong nhiều tháng với đề nghị của Ukraine về tên lửa Taurus, loại vũ khí có tầm bắn lên tới 500 km và trên lý thuyết có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Đài phát thanh quốc tế DWK của Đức cùng ngay dẫn lời Thủ tướng Scholz nêu hai vấn đề chính. Phạm vi hoạt động của chúng và khả năng cần sự hỗ trợ từ quân đội Đức mà ông cho rằng có thể được hiểu là sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Mô tả Taurus là một vũ khí có tầm bắn rất xa. Ông nói, những gì Anh và Pháp đang làm trong cách kiểm soát mục tiêu là không thể thực hiện được với Đức. Tất cả những ai từng làm việc với hệ thống này đều biết điều đó. Thủ tướng Đức đã nhiều lần chỉ ra trong những tháng gần đây, giữa một số áp lực, rằng việc chuyển giao tên lửa Taurus hiện chưa được thực hiện. Nhà lãnh đạo Đức cũng đã đăng những bình luận tương tự nhưng ít chi tiết hơn bằng văn bản trên mạng xã hội, nói rằng Berlin sẽ không trở thành một bên tham chiến, dù trực tiếp hay gián tiếp. Thủ tướng Scholz chưa tuyên bố dứt khoát rằng Taurus sẽ không được chuyển giao, nhưng đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất về sự do dự của ông. Điều đã gây khó chịu cho cả hai phe đối lập bảo thủ ở Đức và một số người trong liên minh ba đảng của chính phủ do ông Scholz lãnh đạo. Chính phủ Đức từ lâu đã nêu rõ quyết tâm giúp đỡ Ukraine mà không leo thang xung đột và lôi kéo Đức cũng như NATO vào cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ không có lính Đức nào được triển khai đến Ukraine. Trong khi đó, Anh và Pháp từ lâu đã thông báo rằng họ sẽ lần lượt gửi tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scarp tới Ukraine. Ông Scholz cho biết, Taurus là một loại vũ khí có tầm ảnh hưởng rất lớn. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng rằng binh sĩ Đức sẽ phải đến Ukraine để kiểm soát mục tiêu mà tên lửa nhắm tới hay không, Thủ tướng Scholz nói rằng lính Đức không bao giờ được liên kết với các mục tiêu mà hệ thống Taurus này tiếp cận. Theo ông Scholz, có nhiều lý do chính đáng giải thích tại sao tên lửa Taurus không phải là lựa chọn tiếp theo trong chương trình nghị sự và cuộc tranh luận của Đức về tên lửa Taurus đã làm mất đi những gì Ukraine thực sự cần hiện nay. Ông nói, những gì Ukraine đang thiếu là đạn dược có tầm bắn khác nhau, nhưng không hẳn là những vũ khí này đến từ Đức. Tuần trước, các nghị sĩ Đức đã kêu gọi chính phủ cung cấp thêm vũ khí tầm xa cho Ukraine, nhưng đã bỏ phiếu bác bỏ lời kêu gọi của phe đối lập rõ ràng thúc đẩy gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus. Một kiến nghị do các đảng cầm quyền đưa ra kêu gọi chính phủ tiếp tục hỗ trợ quân sự và cho biết, Điều này bao gồm việc cung cấp thêm các hệ thống vũ khí và đạn dược tầm xa cần thiết để có thể tấn công vào các mục tiêu chiến lược quan trọng ở xa phía sau chiến tuyến của Nga. Kiến nghị đó không đề cập cụ thể đến việc có ủng hộ gửi tên lửa Taurus hay không. Thưa quý vị, đặc nhiệm Ukraine đang hoạt động tích cực tại Sudan, dường như nhằm cạnh tranh ảnh hưởng và ngăn chặn lợi ích của Nga tại châu Phi. Truyền thông Ukraine hồi đầu tháng 2 tiết lộ lực lượng đặc nhiệm Timur của nước này đang tham chiến tại Sudan, quốc gia nhiều bất ổn tại khu vực Bắc Phi. Trong video được Kiev Post công bố, đặc nhiệm Ukraine phục kích đoàn xe quân sự, hạ một số tay súng, thu phù hiệu tập đoàn quân sự tư nhân PMC Wagner của Nga và bắt ít nhất là 3 người làm tù binh. Trên thực tế, lực lượng Ukraine đã hoạt động ở quốc gia châu Phi từ nhiều tháng qua một sĩ quan Ukraine tiết lộ việc tập kích lính tư nhân Nga và những tay súng hỗ trợ họ ở Sudan là kế hoạch của lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Quá trình này bắt đầu từ cuối năm ngoái. Trong đoạn video, ba phương tiện chở lính tư nhân Nga đã bị UAV Ukraine bắn nổ. Nguồn tin của Kiev Post cho biết chiến dịch tập kích lính tư nhân của Nga ở Sudan được tiến hành từ tháng 11 năm 2023. Mục tiêu chủ yếu của lực lượng đặc biệt Ukraine là thành viên của tập đoàn quân sự Wagner, đối tác của Wagner hay đặc vụ của Nga. Vào tháng 5 năm 2023, lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov tuyên bố rằng Kiev sẽ truy lùng các tay súng ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Những đợt tập kích ở Sudan được cho là một phần của chiến dịch này. Trong suốt năm đầu của cuộc xung đột, tập đoàn Wagner là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hàng ngũ của Nga. Tuy vậy, sau cái chết của ông trùm Yevgeny Prigozhin, vai trò của tập đoàn lính đánh thuê này ở Ukraine đã trở nên mờ nhạt. Theo Alexander Kara, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng ở Kiev, việc Ukraine triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Sudan có thể nhằm đối phó quyết liệt với Wagner, làm đứt gãy dòng lợi nhuận ngầm mà Nga thu được từ quốc gia châu Phi này. Ukraine thông qua các hoạt động quân sự của mình cũng có thể tranh thủ lấy lòng chính phủ Sudan và hy vọng quốc gia này sẽ trở thành điểm tập kết vũ khí, đạn dược ở châu Phi. Nga và Ukraine từng cạnh tranh thị trường bảo dưỡng trang bị quân sự ở Trung Đông và châu Phi, chủ yếu gồm vũ khí từ thời Liên Xô hoặc mang thiết kế tương tự. Nicholas Heras, phó giám đốc chiến lược Viện New Lines tại Mỹ, bình luận, chính phủ Zelensky đang muốn tìm đồng minh ở châu Phi, nơi nhiều nước có cảm tình với Nga. Theo nhà phân tích Matthew R, rằng Kiev dường như đang tính toán rằng việc tung ra ngày càng nhiều thông tin về lực lượng đặc nhiệm của họ ở Sudan sẽ khiến Moscow lo ngại về nguy cơ lợi ích bị tấn công và chấp nhận dịch chuyển nguồn lực quân sự từ chiến trường Ukraine tới châu Phi để đối phó. Về phía Nga, kể từ khi phương Tây bắt đầu cô lập Nga, sau khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã củng cố mối quan hệ vốn đã có từ thời Xô Viết với các quốc gia Nam bán cầu, đặc biệt là ở châu Phi, sử dụng công ty bán quân sự Wagner là một trong những công cụ gây ảnh hưởng quan trọng. Các chuyên gia cho rằng sự quan tâm ngày càng tăng của Nga ở châu Phi được thúc đẩy bởi mong muốn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu trong bối cảnh mối quan hệ với phương Tây bị dạn nứt do cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow cũng đang tìm cách mở rộng việc bán vũ khí, xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân, đồng thời giành được quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên trên khắp lục địa. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho châu Phi, chiếm khoảng 40% doanh số bán hàng năm cho lục địa này. Điều này mang lại cho Moscow một số đòn bẩy chính trị. Sau khi Thủ tướng Úc Christensen tới thăm Hungary, kèm theo món quà là 4 chiến đấu cơ JAS-39 Gripen, Budapest đã chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển sự kiện được xem như một thắng lợi nữa của thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người thường xuyên xung đột quan điểm với phần còn lại của EU và NATO. Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary cuối tuần trước tuyên bố chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tháng về việc mở rộng khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nói rằng chuyến thăm của người đồng cấp Thụy Điển đã xây dựng lại niềm tin và mở đường cho quốc hội Hungary bỏ phiếu để phê chuẩn tư cách thành viên NATO của quốc gia Bắc Âu này. Mối quan hệ ấm lên đột ngột giữa hai nước diễn ra sau quyết định của Thụy Điển cung cấp cho Hungary 40 bay chiến đấu ZAS-39 Gripen để bổ sung vào phi đội 14 chiếc mà không quân nước này đang vận hành. Cùng với đó, còn lời hứa rằng Saab, nhà sản xuất chiến đấu cơ ZAS-39 Gripen, sẽ mở một trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI ở Hungary. Hungary là nước cuối cùng trong 31 quốc gia thành viên NATO đồng ý kết nạp Thụy Điển. Budapest đã chỉ hoãn việc phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Stockholm, một sự chậm trễ khiến Mỹ và các thành viên khác trong liên minh quân sự này bối rối và bực tức. Nhưng cuối cùng, sau nhiều tháng phàn nàn rằng Thụy Điển đã thể hiện sự tôn trọng không đủ đối với đất nước của mình, ông Orbán đã đổi hướng khi ca ngợi quốc gia Bắc Âu này như một đối tác đáng tin cậy trong cuộc gặp với người đồng cấp Úc Christensen tuần trước. Với quyết định quay xe của ông Orbán, Thụy Điển coi như đã hoàn tất hành trình đến với NATO, bởi ngay sau đó, Quốc hội Hungary cũng bỏ phiếu phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này. Có thể hiểu được sự vui mừng của ông Christensen, bởi việc đàm phán với Hungary, cụ thể là với Thủ tướng Viktor Orbán, luôn rất khó khăn nhà lãnh đạo Budapest luôn bắt đối thủ và đối tác phải theo luật của ông và sẵn sàng mạo hiểm vì chiến lược đó. Một sự đảo ngược cho thấy, ông Christensen đã phải xuống thang theo luật của ông Orbán để đạt được mục tiêu lớn mang tên NATO. Theo nhà báo Steven Olanger, trưởng bộ phận tin tức chính trị châu Âu của tờ New York Times, việc ông Orbán chấp thuận Thụy Điển vào thời điểm áp lực ngoại giao liên quan tới vấn đề này lên đến cao trào, một lần nữa cho thấy chiến thuật ghi bàn phút cuối của ông vẫn phát huy tác dụng. Một bước lùi đúng lúc vừa giúp ông Orbán có thể tuyên bố Hungary đã chiến đấu hết mình để phản đối việc tài trợ cho Ukraine, vừa cười bỏ hầu ba của EU cho Budapest. Người chiến thắng, vì thế lại là vị thủ tướng nhiều góc cạnh mang tên Orbán. Trước đó, theo đài CNN, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU tại Bruxelles bỉ hồi đầu tháng này, Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán đã bật đèn xanh cho EU thông qua khoản ngân sách trị giá 54 tỷ đô la Mỹ dành cho viện trợ Ukraine. Ông Orbán nói rằng ông chấp nhận khoản viện trợ trên sau cuộc đàm phán về cơ chế kiểm soát đảm bảo việc sử dụng số tiền một cách hợp lý. Cũng theo CNN, tại hội nghị thượng đỉnh EU trước đó vào tháng 12 năm ngoái, EU đã không thể thông qua khoản tiền dành viện trợ Ukraine do vướng sự phản đối từ ông Orbán. Ông Orbán chỉ hoãn thỏa thuận này do không muốn nguồn tiền đến từ ngân sách của EU, nghĩa là tiền sẽ được lấy từ các quốc gia thành viên EU. Theo AFP, Thủ tướng Hungary cũng lập luận rằng gói viện trợ cho Ukraine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và tài chính của EU, cũng như người dân của Hungary. Tờ Financial Times đưa tin, Hội đồng châu Âu có kế hoạch cắt giảm tài trợ, gây khó khăn cho nền kinh tế Hungary và chặn quyền bỏ phiếu của nước này trong các quy định của eu nếu ông orbán tiếp tục phủ quyết khoản viện trợ này sau đó ông orbán đề xuất thỏa hiệp rằng hungary chỉ có thể đồng ý khoản viện trợ nếu khoản tiền này được đánh giá hàng năm Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị, trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chính quyền tổng thống Joe Biden đã tái đầu tư vào các liên minh của Mỹ và quan hệ đối tác của Mỹ và vào hệ thống đa phương. Đồng thời, ông Blinken cũng kêu gọi đồng minh đưa ra một lựa chọn tốt trong bối cảnh sự cạnh tranh Mỹ Trung ngày càng gay gắt. Từ châu Phi đến châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn phe trong bối cảnh sự cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc ngày càng gay gắt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Khi được hỏi liệu Mỹ có đang gặp thách thức trong việc liên minh hay không, khi căng thẳng Mỹ-Trung dẫn đến sự chia rẽ lớn hơn, ông Blinken nói rằng nếu bạn không có mặt trên bàn trong hệ thống quốc tế, bạn sẽ có tên trong thực đơn và cho biết thêm rằng Washington đã tái tham gia đa phương. Tờ South China Morning Post, SCMP đưa tin các chuyên gia cho rằng nhận xét này của ông blinken nhằm kêu gọi đoàn kết với các đồng minh của mỹ đặc biệt là các nước châu âu và không nhắm trực tiếp vào bắc kinh nhà nghiên cứu cấp cao luciang của viện khoa học xã hội trung quốc cho biết nhận xét của ông blinken nhằm mục đích cổ vũ sự đoàn kết của liên minh trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu mỹ trung chưa từng có ông luciang nói ông blinken nhấn mạnh vào sự đoàn kết của các đồng minh nghĩa là nếu họ liên minh với mỹ họ sẽ không bị biến thành món ăn của người khác đồng thời ông ấy tức blinken đang xoa dịu các đồng minh của mình, hầu hết trong số họ lo ngại rằng nếu căng thẳng tiếp tục giữa Mỹ và Trung Quốc, họ sẽ rơi vào một kịch bản không thể đảo ngược. Tại Munich, ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, chính quyền tổng thống Joe Biden đã tái đầu tư vào các liên minh của Mỹ và quan hệ đối tác của Mỹ và vào hệ thống đa phương, bởi vì chúng tôi, tức Mỹ, có lợi khi làm điều đó. Ông Blinken nói thêm rằng, Mỹ không ép buộc các nước khác phải lựa chọn mà chỉ đưa ra một lựa chọn tốt. Theo SCMP các nền kinh tế lớn ở châu Âu đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong những tháng gần đây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz là nhà lãnh đạo đầu tiên của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, được cho là sẽ thăm lại Bắc Kinh vào tháng 4 tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đã đến thăm châu Âu vào tháng 6 năm ngoái và một lần nữa vào tháng trước khi ông cảnh báo châu Âu về việc giảm rủi ro từ Trung Quốc. Mới đây, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Byrne cảnh báo cạnh tranh địa chiến lược ngày càng gia tăng với Bắc Kinh đang gây cho Washington nhiều khó khăn. Đại sứ Burns đưa ra đánh giá trên trong chương trình sixty minutes của kênh truyền hình CBS gần đây khi được hỏi liệu quan hệ với Trung Quốc có phải là mối quan hệ cạnh tranh nhất của Mỹ hay không. tờ The Hill dẫn lời Đại sứ Burns khẳng định đây là mối quan hệ quan trọng nhất, cạnh tranh nhất mà Mỹ có trên thế giới hiện nay và tôi nghĩ sẽ tiếp tục trong thập niên tới. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Trung Quốc muốn vượt cường quốc số một thế giới và Washington không muốn điều đó xảy ra. Ông Burns cho biết các yếu tố gây căng thẳng song phương, bao gồm vấn đề Đài Loan cũng như đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, dự kiến vẫn khó có thể giảm bớt trong tương lai gần. Phản ứng trước bình luận của ông Burns, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Lưu Bằng Vũ khẳng định, Bắc Kinh không bao giờ đánh cược chống lại Mỹ và không có ý định thách thức hay lật đổ Washington. Tờ European Prada, trích dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Pháp cho biết, nước này đã điều động máy bay chiến đấu Mirai 2000 nên chạy một máy bay trinh sát và giám sát Il-20 của Nga ngoài khơi bờ biển Estonia. Theo Bộ Tổng tham mưu Pháp, mục đích là nhằm bảo vệ không phận của các đồng minh vùng Baltic của nước này. European Prada cho biết, thêm máy bay quân sự của Pháp được triển khai ở một số quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO như một phần của sứ mệnh mang tên Cảnh sát trên không của NATO (NATO Air Policing) nhằm duy trì an ninh cho không phận của liên minh quân sự này. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự toàn diện ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các nhiệm vụ này thuộc sứ mệnh cảnh sát trên không của NATO đã được tăng cường. Kể từ đó, đã có một số vụ chặn máy bay nhưng không gây ra sự cố nghiêm trọng nào. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2023, một máy bay Nga đã va chạm với một máy bay không người lái của Mỹ ở Biển Đen. Theo hãng thông tấn TASS, Nga đang tích cực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 để có thể triển khai vào năm 2050. Ông Evgeny Fedosov, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Hệ thống Hàng không Nhà nước Gosnias của Nga cho hay, việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đang tiến triển tích cực. Dự án đầy tham vọng này liên quan đến việc tạo ra một nền tảng hàng không có khả năng đáp ứng những thách thức của mọi cuộc xung đột vũ trang trong tương lai, đồng thời duy trì mô hình có người lái, bổ sung khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Theo ông Fedosov, quá trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 bao gồm việc tham vấn và hợp tác sâu rộng với các chuyên gia quân sự để dự đoán nhu cầu của các cuộc xung đột vũ trang trong tương lai hiện tại chúng tôi đang nghĩ đến khái niệm máy bay thế hệ thứ sáu tiến hành nghiên cứu và trao đổi quan điểm với các chuyên gia quân sự ông fedosop nói tuy nhiên ông fedosop nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc liên quan đến độ phức tạp trong thiết kế của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo giám đốc gosniat cũng cho biết thêm nhóm hàng không chiến đấu thế hệ thứ sáu sẽ bao gồm cả máy bay có người lái và phương tiện không người lái máy bay không người lái trong các nhóm này chiến đấu như vậy có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu gần con người vẫn sẽ đóng vai trò giám sát để hiểu được bối cảnh chiến thuật sau cuộc tấn công. Khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 bao hàm một kỷ nguyên mới của xung đột trên không, được đánh dấu bằng những khả năng và công nghệ tiên tiến. Các máy bay thế hệ tiếp theo sẽ xác định lại ưu thế trên không với hiệu suất được nâng cao trong chiến đấu không đối không và khả năng xâm nhập các vùng trời khó tiếp cận. Dựa trên thành công của máy bay thế hệ thứ 5, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sẽ được thiết kế để thích ứng với các xu hướng đang phát triển trong xung đột trên không trong đó các kịch bản không chiến truyền thống đang nhường chỗ cho các cuộc giao chiến tầm xa sử dụng tên lửa không đối không tầm xa. Trong những năm gần đây, nhiều nước tuyên bố ý định bắt tay vào phát triển các chương trình máy bay thế hệ thứ 6. Không quân Mỹ là nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực này, tích cực thúc đẩy nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo thông qua chương trình máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo NGAD. Các sáng kiến đa quốc gia cũng đã xuất hiện phản ánh cách tiếp cận chiến lược nhằm tận dụng các nguồn lực và kiến thức chuyên môn chung, đồng thời giảm chi phí phát triển. Nhật Bản, Italy và Vương quốc Anh đã thành lập một liên doanh như vậy với nỗ lực phát triển máy bay thế hệ thứ 6 có tên Tempest. Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng có một chương trình đa quốc gia tương tự. Trung Quốc cũng được cho là đang trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sau khi chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20. Trong khi đó, Nga gặp khó khăn trong việc triển khai số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 hơn nữa, các cuộc thảo luận liên quan đến việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trước đây đã gặp phải nhiều trở ngại. Theo agent Time, những người lên kế hoạch cho dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 ở Nga có quan điểm khác nhau về việc liệu máy bay thế hệ tiếp theo nên có người lái hay không người lái. Tuy nhiên, ông Evgeny Fedosov đã đưa ra quan điểm về vấn đề này. Ông nhấn mạnh, mặc dù máy bay chiến đấu thế hệ 6 có thể tích hợp các công nghệ tiên tiến, nhưng chúng sẽ không chuyển hoàn toàn sang các hoạt động không người lái. Ông Fedosov nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của phi công. Chúng tôi không tìm cách thay thế phi công bằng máy móc mà tạo ra mọi điều kiện để có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp. Tôi tin rằng không thể loại con người khỏi hoạt động chiến đấu. Trong khi thừa nhận khả năng xử lý ấn tượng của mạng thần kinh nhân tạo, ông Fedorov lưu ý những hạn chế của nó khi nói đến trực giác và ra quyết định trong những trường hợp kịch tính hãng thông tấn tass của nga dẫn lời thư ký hội đồng an ninh nga nikolai pachusev khẳng định sẽ giúp các quốc gia mỹ latin đối phó với điều mà ông gọi là nỗ lực của mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của họ ông pachusev đưa ra bình luận này khi đang thăm nicaragua sau khi có chặng dừng chân ở cuba ông pachusev nói rằng các quốc gia mỹ latin hiểu rõ những nỗ lực của mỹ nhằm gây áp lực kinh tế và chính trị với những nước có chính sách không như ý muốn của washington hãng thông tấn tass dẫn lời ông pachusev phát biểu tại managua mỹ latin vẫn là một khu vực hòa bình quan trọng giống như một hòn đảo ổn định điều quan trọng đối với chúng ta là các quốc gia trong khu vực nỗ lực hướng tới chính sách độc lập từ khi bị phương tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nga đã quay lưng với châu âu và mỹ đồng thời tăng cường quan hệ với các nước ở châu á trung đông châu phi và châu mỹ latin trong chuyến công du lần này ông pachusev cũng sẽ đến thăm bolivia và venezuela nơi chính phủ có mối quan hệ không êm đẹp với washington ông pachusev khẳng định phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia Mỹ Latin và Caribe vẫn là một trong những ưu tiên chính của Moscow. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến công du Mỹ Latin từ ngày 19 tháng 2. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Lavrov là Cuba, rồi đến Venezuela và Brazil. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trong chuyến thăm Cuba kéo dài 2 ngày, ông Lavrov gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez nga và cuba sẽ thảo luận về thực trạng hợp tác song phương chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực hai bên sẽ tập trung thảo luận các khía cạnh nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược nga cuba trên cơ sở đối thoại chính trị sâu sắc hơn và xây dựng mối quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại tài chính và đầu tư khoa học kỹ thuật văn hóa và nhân đạo nga và cuba sẽ tăng cường hợp tác để ngăn chặn việc các nguyên tắc và chuẩn mực được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc bị suy yếu nhằm chống lại các thực tiễn thuộc địa mới và các biện pháp hạn chế đơn phương bất hợp pháp trong quan hệ cấp nhà nước. Còn tại Venezuela, bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga hội kiến tổng thống Nicolas Maduro và người đồng cấp nước chủ nhà Ivan Gil với mục đích làm sâu sắc thêm đối thoại song phương. Thưa quý vị, Lầu Năm Góc đã công bố kết quả điều tra kéo dài 30 ngày về vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin giấu tin nhập viện hồi tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Lầu Năm Góc cho biết thông tin ông Austin nhập viện được giữ kín phần nào vì lý do riêng tư và không phát hiện sai phạm có chủ đích. Theo Reuters, trong hôm 27 tháng 2, Lầu Năm Góc đã thông báo kết quả của cuộc điều tra kéo dài 30 ngày liên quan tới việc Bộ trưởng Austin giấu thông tin nhập viện vào cuối năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Lầu Năm Góc cho biết, kết quả điều tra không cho thấy ý định che giấu thông tin có chủ đích nào. Ông Austin giữ kín việc nhập viện vì lý do riêng tư và các đơn vị y tế cũng không được phép chia sẻ thông tin với nhân viên của Bộ trưởng. Các nhân viên của Lầu Năm Góc cũng không chia sẻ những thông tin không chắc chắn. Theo Reuters, cuộc điều tra được thực hiện theo yêu cầu từ tránh văn phòng của ông Austin và bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã xem qua báo cáo điều tra. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi công bố bản đánh giá nội bộ, điều tra việc Bộ trưởng Quốc phòng nhập viện không được thông báo tới Tổng thống. Ngay sau đó, tại một cuộc họp báo, thư ký báo chí Lồng Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder đã phải trả lời về những lỗ hồng trong bản đánh giá. Theo ông Ryder, Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hick đang đi nghỉ ở Puerto Rico và không biết tin ông Austin nhập viện cho đến 3 ngày sau. Khi ông được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU tại Trung tâm Quân y Quốc gia Waterloo nhân viên của Bộ trưởng Austin khi đó, đã quyết định trao quyền lực cho Thứ trưởng Hicks. Nhưng ông Ryder cho biết Bộ trưởng chưa bao giờ bất tỉnh và chưa rõ tại sao nhân viên của ông lại đưa ra quyết định đó. Khi được hỏi tại sao Thứ trưởng Hicks không được thông báo từ trước để quay về Washington DC, ông Ryder cho biết nhân viên của ông Austin đã phải đối mặt với một tình huống chưa từng có. Ông Ryder giải thích, vì vậy, họ đã thực hiện việc chuyển giao quyền lực giống như cách họ đã làm trước đây. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói thêm rằng, luật HIPAA nhằm bảo mật hồ sơ y tế cá nhân đã khiến các nhân viên y tế không thể chia sẻ thông tin thẳng thắn với nhân viên bộ trưởng về tình trạng của ông. Ông Ryder cũng nhấn mạnh rằng, trong suốt vụ việc, họ chưa bao giờ để chống vị trí chỉ huy và kiểm soát. Một số phóng viên cho rằng, báo cáo nội bộ vẫn chưa giải thích triệt để được rốt cuộc lỗ hổng thông tin đã nằm ở đâu. Trong khi đó, Bộ trưởng Austin sẽ đến Hạ viện vào ngày 29 tháng 2 để điều trần về vấn đề này và có thể sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt. Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng cũng đang tiến hành đánh giá lại vụ việc. Ông Austin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào đầu tháng 12 năm 2013 và trải qua một quá trình điều trị ung thư vào ngày 22 tháng 12 năm 2013. Quá trình này cần gây mê toàn thân và nghỉ qua đêm tại bệnh viện. Sau đó, ông Austin phải trở lại bệnh viện điều trị nội trú từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1 năm nay sau khi gặp biến chứng do phẫu thuật. Ông ở nhà phục hồi sức khỏe thêm 2 tuần và làm việc từ xa cho đến khi trở lại lầu năm góc vào ngày 29 tháng 1 toàn bộ thông tin điều trị trong thời gian này của ông Austin được dự kín với cả Tổng thống Biden và các cấp phó. Điều này đã làm dậy sóng dư luận Mỹ và đặt ra những câu hỏi lớn về tính minh bạch khi thực thi chức trách. Tối ngày 11 tháng 2, ông Austin lại tiếp tục nhập viện, nhưng lần này Lô Năm Góc đã nhanh chóng thông báo về tình trạng của Bộ trưởng với công chúng. Tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Michigan ngày 27 tháng 2, củng cố thêm khả năng xảy ra cuộc tái đấu giữa hai người. Tổng thống Biden đã đánh bại hạ nghị sĩ bang Minnesota, đối thủ quan trọng duy nhất còn lại của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Dân chủ cũng đang theo dõi chặt chẽ kết quả của cuộc bỏ phiếu không cam kết vì Michigan đã trở thành tâm điểm cho các thành viên bất mãn trong liên minh của tổng thống Biden những người từng đưa ông đến chiến thắng tại bang này và trên toàn quốc vào năm 2020. Số phiếu không cam kết tăng vượt xa cách biệt hơn 10.000 phiếu bầu mà ông Trump đã giành chiến thắng ở Michigan vào năm 2016, mục tiêu mà những người tổ chức nỗ lực không cam kết đặt ra năm nay. Về phần ông Trump, hiện ông đã vượt qua năm bang đầu tiên trong lịch bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Chiến thắng của ông ở Michigan trước đối thủ lớn cuối cùng là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley diễn ra sau khi cựu Tổng thống đánh bại đối thủ với cách biệt 20 điểm phần trăm tại bang quê nhà Nam Carolina của bà vào ngày 24 tháng 2. Kế hoạch tranh cử của ông Trump đang tìm cách nhận được sự ủng hộ của 1.215 đại biểu cần thiết nhằm đảm bảo vị trí đề cử của Đảng Cộng Hòa vào khoảng giữa tháng 3 năm 2024 cả hai kế hoạch đều đang theo dõi kết quả ngày 27 tháng 2, không chỉ để biết liệu họ có thắng như mong đợi hay không. Với tổng thống Biden, một số lượng lớn cử tri chọn không cam kết có thể đồng nghĩa với việc ông sẽ gặp rắc rối đáng kể tại một bang mà ông gần như không thể để thua vào tháng 11. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump lại không nhận được nhiều sự ủng hộ của các cử tri ngoại ô và những người có bằng đại học đồng thời phải đối mặt với một phe trong chính đảng của ông tin rằng ông đã vi phạm luật trong một hoặc nhiều vụ án hình sự tổng thống biden đã giành chiến thắng ở nam carolina nevada và new hampshire cả các quan chức nhà trắng và các quan chức trong kế hoạch tranh cử của ông đều đã đến michigan trong thời gian gần đây để nói chuyện với các nhà lãnh đạo cộng đồng về xung đột israel hamas và cách tổng thống biden tiếp cận cuộc xung đột này những nhà lãnh đạo đó cùng với những người tổ chức nỗ lực không cam kết đã không hề thay đổi lập trường của mình một nỗ lực mạnh mẽ điều khiến các cử tri chọn không cam kết như một cách để thể hiện sự phản đối về cách ông Biden xử lý xung đột đang diễn ra ở Gaza là thách thức chính trị quan trọng nhất của ông trong các cuộc tranh cử ban đầu. Sự thúc đẩy đó bắt đầu một cách nghiêm túc trong thời gian trước đã được ủng hộ bởi các quan chức như hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib, người phụ nữ Mỹ gốc Palestine đầu tiên tại quốc hội và cựu hạ nghị sĩ Andy Levin. Our Revolution, một tổ chức từng có liên hệ với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng hối thúc các cử tri cấp tiến chọn không cam kết và nói rằng điều này sẽ gửi một thông điệp tới Tổng thống Biden về việc thay đổi kế hoạch ở Gaza ngay lập tức hoặc đối mặt với nguy cơ mất bang Michigan vào tay ông Trump tháng 11 Cựu tổng thống Trump từng giành chiến thắng ở bang Michigan chỉ với cách biệt 11.000 phiếu so với đối thủ Đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton vào năm 2016 và sau đó mất bang này 4 năm sau với cách biệt gần 154.000 phiếu trước ông Biden. Những người tổ chức nỗ lực không cam kết muốn cho thấy ít nhất họ nắm giữ số phiếu cách biệt từng giúp ông Trump giành chiến thắng năm 2016 để cho thấy sức ảnh hưởng của mình. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, quan chức Mỹ mới đây cho biết các đặc vụ Iran và thành viên Hezbollah đang hoạt động tại Yemen hỗ trợ lực lượng Houthi tập kích tàu hàng đi qua khu vực. Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Yemen, ông Tim Lenderkin vào ngày 27 tháng 2 đã nói với một tiểu ban của Thương viện Mỹ rằng Iran đang trang bị vũ khí và tạo điều kiện cho lực lượng Houthi tập kích tàu hàng đi qua khu vực. Ông Lenderkin nói, thông tin đáng tin cậy được công khai cho thấy một số lượng đáng kể đặc vụ Iran và thành viên Hezbollah đang có mặt tại Yemen để hỗ trợ các đợt tập kích của Houthi. Tôi cho rằng người dân Yemen không muốn các đặc vụ Iran đến đất nước của họ, điều này phải dừng lại. Hồi tháng 1, Mỹ và đồng minh đã từng phóng loạt tên lửa vào Houthi để giăn đe nhóm vũ trang sau những cảnh báo bị phớt lờ, song đòn tập kích có thể là chưa đủ. Sự gia tăng đáng kể trong căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ sau khi lực lượng Mỹ-Anh tung đòn tập kích bằng nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến, vào mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Quyết định tập kích được các lãnh đạo lầu năm góc đưa ra sau khi Houthi phớt lờ tối hậu thư của Mỹ và các đồng minh về chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng trên biển đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới với 12% dòng chảy thương mại toàn cầu. Mỹ đã cùng 12 nước ra tuyên bố chung cảnh báo Houthi về hậu quả nếu không ngừng tấn công tàu hàng tại vùng biển. Ngay sau đó, Houthi tung đòn tấn công lớn chưa từng thấy, phóng 21 tên lửa UAV tập kích tàu hàng ở biển đỏ, phớt lờ tối hậu thư từ chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nước khác. Đây được coi là lý do chính khiến Mỹ phải phát thông điệp giật đèn mạnh hơn bằng đòn tấn công trực diện vào thi Tổng thống Biden cho biết cuộc tập kích nhắm vào các mục tiêu mà Houthi đã sử dụng để tấn công tàu hàng. Ông mô tả hành động của Mỹ, Anh là phản ứng cần thiết để đối phó tình trạng bạo lực ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Ông Biden nói những cuộc tấn công của Houthi đã gây nguy hiểm cho lính Mỹ, thủy thủ tàu hàng và đối tác của chúng tôi đe dọa hoạt động thương mại và tự do hàng hải. Tôi sẽ không do dự yêu cầu thêm các biện pháp để bảo vệ người dân của chúng tôi và dòng chảy tự do thương mại quốc tế. Các quan chức cấp cao Mỹ cũng cáo buộc Iran đã hỗ trợ và tiếp tay cho cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ, nói rằng Houthi sẽ không có khả năng đe dọa tuyến hàng hải nếu không có hậu thuẫn về công nghệ và thông tin tình báo của Tehran. Trước đó, Bộ ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Iran có liên quan đến việc lên kế hoạch tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ của lực lượng Houthi tại Yemen. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali bakheri đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Washington cáo buộc Tehran tham gia sâu vào việc lập kế hoạch, trợ giúp lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu di chuyển trên biển đỏ. Ông Bakheri-Khani khẳng định lực lượng Houthi có công cụ quyền lực riêng và hành động theo quyết định và khả năng của mình, đồng thời phủ nhận việc Iran vũ trang cho Houthi. Houthi từng tuyên bố các vụ tấn công do lực lượng này thực hiện nhằm vào các tàu có liên kết với Israel để ủng hộ người Palestine ở giải Gaza. Những vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa đã buộc các chủ tàu hàng phải thay đổi lộ trình di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua mũi hào vọng ở Nam Phi, thay vì qua kinh đào Suez của Ai Cập. Người phát ngôn Houthi Mohamed Abdul Salam vừa lên tiếng về việc lực lượng này có dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã được hay không. Ông Abdul Salam khẳng định với Reuters rằng họ chỉ xem xét lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Biển Đỏ khi nào Israel ngừng các hoạt động quân sự tại giải Gaza và viện trợ nhân đạo được tiếp cận tự do. Hầu thi bắt đầu tập kích tàu hàng đi qua biển đỏ và eo biển Bab Al-Mandab từ tháng 11 năm 2023, khiến rủi ro gia tăng đối với tuyến vận tải hàng hải qua đây. Hầu thi tuyên bố nhắm vào phương tiện có liên hệ với Israel để bày tỏ đoàn kết với dân thường Palestine tại giải Gaza. Lực lượng Hầu thi gần đây gửi thông cáo đến các tổ chức vận tải biển và công ty bảo hiểm hàng hải, tuyên bố cấm tàu có liên hệ với Israel, Mỹ và Anh đi qua các vùng biển khu vực. Đại diện chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cảnh báo Houthi thi đang giải thủy lôi bừa bãi trên biển. Bên cạnh việc dùng xuồng không người lái và tên lửa tấn công tàu hàng, tập đoàn vận tải biển Maes hôm 27 tháng 2 khuyến cáo khách hàng chuẩn bị cho kịch bản tình trạng bất ổn tại biển đỏ có thể kéo dài đến nửa cuối năm nay. Đồng thời tính đến việc sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuyển hàng. Các thủy thủ cũng ký thỏa thuận nhận lương gấp đôi khi vào khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời có quyền từ chối ra khơi trên các tàu đi qua biển đỏ. Trước đó, tàu vận tải Rubima thuộc sở hữu của Anh trúng tên lửa của lực lượng Houthi khi đang di chuyển gần bờ biển Yemen buộc thủy thủ đoàn phải rời bỏ con tàu và khiến nó chỉ một phần theo reuters mỹ gần đây đã đưa houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố trong khi các nước liên minh châu âu eu tuyên bố triển khai một chiến dịch hải quân để bảo vệ tàu bè ở khu vực những ngày qua mỹ và anh đã tấn công hàng chục mục tiêu của houthi ở yemen bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin trong một tuyên bố cho biết các cuộc tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn và làm suy giảm thêm khả năng của lực lượng dân quân houthi do iran hậu thuẫn ông austin nói chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ với phong trào houthi rằng Họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp, gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các nước khác. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.